Chào quý chị và các bạn. Merry Christmas, my friend. Chúc mừng Giáng sinh đến với tất cả các bạn. Dịp sai gần, dịp đang có mặt tại giữa phố trung tâm phố Oslo, thủ đô Oslo, Norway. Bây giờ là giờ tan tầm, giờ này là cũng hơn 4 giờ chiều rồi. Lý do mà hôm nay dịp muốn có mặt tại cái nơi này, giữa trung tâm để mà chia sẻ các bạn hình ảnh của thủ đô Oslo một tuần trước lễ Giáng sinh ha. Bây giờ thì coi như là người xe như nước áo cùng như đêm. Wow, người xe như nước áo cùng như đêm. Bây giờ là bà con coi như là giờ này giờ tăng tầm mà đông lắm. Nhưng mà thời tiết hôm nay khá là ấm ướt bởi vì nhiệt độ bây giờ chỉ còn 0 độ thôi à. Và chính vì vậy mà tuyết tan hết luôn, không còn tuyết nữa, nhưng mà bù lại nhiệt độ ấm nhưng mà không có tuyết thì nó cũng mất đẹp, nó mất đi cái khung cảnh của mùa Giáng sinh là có tuyết đúng không? Nhưng mà thật sự thì ở ngoài vùng quê của Hiệp á, từ ngoài vùng quê của Hiệp đang ở là đi vào trong phố thì chỉ có mất nửa tiếng đi xe thôi, nhưng mà ở ngoài nó vẫn còn tuyết, nhưng mà trong phố thì hoàn toàn, trong phố thì bê tông nhiều quá. Bây giờ các bạn xem cái giờ tăng tầm ha, các bạn xem thủ đô Oslo một tuần trước lễ Giáng sinh nè. Thôi coi cái chiếc camera hành trình này nó thâu cái ảnh vào buổi tối như thế nào. Bởi vì theo như nhà sản xuất nói á, thì cái phiên bản số 12 này á, thì cái mức độ quay thâu phim nó cũng là một cái cục pin của cái phiên bản số 12 này nó sẽ thâu gần như gấp đôi cái phiên bản số 11. Và đồng thời á, thì hình ảnh nó cũng quay vào ban đêm thì nó cũng sẽ rõ nét hơn cái phiên bản số 11 nữa. Và nó có nhiều cái chức năng cải tiến lắm. Hiệp sẽ làm một cái live stream để mà nói rõ chi tiết về cái, những cái tính năng mà tại sao Hiệp quyết định thay nâng cấp cái lên cái camera hành trình xuống phiên bản số 12 này. Hiệp đang đeo trên tay cái AirPods kết nối với lại cái camera hành trình phiên bản số 12. Hiệp mới nâng 11 lên 12 rồi thì cái phiên bản 12 này nó có nhiều cái tính năng thích quá. Thứ nhất là kết nối qua tai nghe nè, các bạn nghe rõ không? Đây là lần đầu tiên sử dụng á. Mua cái tai mấy ngày rồi nhưng mà bây giờ mới sử dụng, mới thử ở ngoài phố thử xem âm thanh nó rõ không. Coi như là cái máy camera hành trình này, phiên bản 12 này nó có thể kết nối với bất kỳ một cái tai nghe nào nếu mà nó có cái chức năng Bluetooth nha. Và đặc biệt đó là điều thích nhất nữa là cái mức độ chống rung của nó đã tăng lên cái thế hệ thứ 6 rồi, 6.0 rồi. Muốn thử cái màu sắc ban đêm của cái phiên bản số 12 như thế nào. Nhìn thời tiết nó khá là ẩm ướt và sương mù nhiều. Thường sương mù là buổi sáng đúng không? Bây giờ buổi chiều rồi, buổi chiều tối mà còn sương mù nữa chẳng hiểu luôn. Nhưng mà bù lại thì thời tiết ẩm ướt nhưng mà có cái là nhiệt độ nó rất là ok, rất là không có lạnh lắm, tương đối là dễ chịu. Cái đặc biệt của cái camera hành trình phiên bản số 12 này là nó có cái chức năng là khóa đường ngang chân trời á. Có nghĩa rằng là khi mà mình đang quay á, mà mình rung lắc thì cái chuyển động của cái vật thể trước mặt mình nó sẽ rung lắc mà nó nghiêng theo cái máy ảnh không. Nhưng mà nếu mà mình bật sang cái chức năng mà nó gọi là horizon lock á, thì mình khóa cái hình bằng chân trời á, thì cho dù lắc cách mấy thì người xem không bị nhức đầu bởi cái sự rung lắc của cái máy ảnh đâu. Và thật sự thì nếu mà nói về cái mức độ mà chống rung cái chiếc camera hành trình này thì coi như nó là vô địch thiên hạ rồi các bạn. Thì đã thử qua cái chiếc máy ảnh Sony ZV1 là đình đám được rồi, mọi người coi như là khen đáo khen rể, nhưng mà mua về dùng thử mới quay được một clip đầu tiên thôi. Nó mặc dù đã bật cái chức năng chống rung lên rồi mà nó rung lắc đến nhức đầu luôn, chịu không nổi luôn. Thành ra phải ấn cái video luôn các bạn.
À,